xin được mời dòng ca của một vị khách đến từ Ninh Thuận, đó là dòng ca của ông Phương. Xin được mời ông Phương ạ. Vâng, tình hình như được biết đó là tình thông gia, và bên cạnh đó ông cũng là một người rất là nhiệt thành trong công việc phục vụ giáo xứ. Và trên đây thì trong niềm vui này, ông đã có mặt, đã về với chúng ta để cùng chia sẻ niềm vui. Và bên cạnh đó, theo lời mời của gia đình thì ông cũng đã sẵn sàng để góp vui chúng ta một cái tốt. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Cảm ơn MC đã có lời giới thiệu. Tôi xin chúc vui cho buổi tiệc hôm nay, đó là bài Qua Cơn Mê.
xin lỗi, trước hết là xin lỗi MC vì các anh em bạn bè cũng đã đăng ký trong này thì trùng rất nhiều và thời gian cũng đang còn dài lắm. Nhưng mà vừa rồi là giọng ca của ông nội, bây giờ ông ngoại xin cảm ơn ông nội nhiều. Và cha ông bình thường nói á, nhất cẩn thận thì gần lân, bán chị em cha mua láng giềng gần. Thì bây giờ là một người rất gần gũi và thân thuộc với gia đình nhất. Thì xin phép MC cùng với tất cả các bạn bè xin mời anh Trang, hoặc là anh Trang Tuyết á, xin mời anh nhất cẩn thận như cẩn lân. Đó, mời anh xin lỗi anh em bạn bè thông cảm cho anh Trang được lên sân khấu. Mời anh nha. Xin cảm ơn gia đình.